Đây mà cái hộp ngoài nó là cái gì đây? Một những bạn chim cánh cụt có chữ I love you nè. Penguin này, chim cánh cụt rất là xinh luôn. Thì giờ mình sẽ khui ở bên trong nha các bạn nha. 1, 2, 3, go. Đây, ở bên trong nó là có, nó bảo quản trong cái bịch. Wow, rất là đẹp luôn ha. Đây nè, thì nó có màu tím nè, màu vàng, màu hồng và màu xanh ha. Tím, vàng, xanh. Thì giờ mình sẽ khui ra thử một bạn để xem bên trong nó như thế nào nha các bạn nha. Và đây, tên 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 ha, bên trong này nó dính dính tay mình nè các bạn ha, nhưng mà không có dơ nha. Thì đây, nó có đẹp cặp vạt, có cái mỏ, có hai con mắt. Ở bên trong thì nó có cái kim tuyến nè các bạn ha, nó có chất nhờn nước để làm kim tuyến rất là mềm luôn ha. Có cái đầu nón nữa nè. Đây, thì theo đánh giá của anh thì cái này cũng là rất là mềm. Thì nói chung là cái bộ Wuxi Mochi đó các bạn ha, nó là Wuxi Mochi. Trong đây thì đặc biệt nó có kim tuyến nè, này có chữ, có kim tuyến, chơi rất là vui luôn. Đây, đó các bạn thấy không, mịn mềm, nói các bạn mịn mềm. Có hai bạn chim cánh cụt đây, cánh cụt chân ha. Thì các bạn muốn sở hữu những món hàng này thì các bạn hãy gọi điện 0937899707 nhé. Đặc biệt là phải xin phép ba mẹ mình. Thì món hàng đồ chơi này thì nó có giá trị là 30.000 đồng. 30.000 nha. Và đặc biệt hãy đăng ký kênh Béo Chibi để xem những video mới nhất nha các bạn. Bye bye các bạn và hẹn các bạn một đi show sau. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nha. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nha. Ok, nhớ subscribe kênh.